mình là vì thầy mình nói mình sẽ nhà bỏ nó cho nên mình sẽ nhà ai bỏ nó thì quá thì thế này ta bị gặp bỏ nó thì nhưng mà chỉ vì thế anh thấy tao mới sẽ nhà xin sẽ nhà ăn uống thì ra vào được cho mọi nhớ đó là cho nó đi cầu tàu như thế rồi cho nên thì sai bằng cầu xe anh thấy mình cũng chả nhà bị gặp bỏ đấy thế rồi đi đó sai cái lưu về ăn uống cho nên tao sẽ nhà cho nên thì bị tao có mà nhưng mà lấy cho nên tao đấy nó sai bằng gì của tao bỏ rồi rồi nó có mà nhưng mà nó sẽ bị tao làm mà nhớ thì mà có mà nhưng mà mai mà tao đấy thì họ nhà bỏ nó cái sai cầu tàu như của tao trả lại sai lưu puja bị bị đau bỏ tiền pin này mà khi đẹp được đau bỏ đấy đó thì cái này tôi đã bị mẹ tôi sai phong sang anh tiện mình là xong nó quan trọng thấu thải đấy quan trọng của má cái này còn quan trọng pin xì bỏ nó tốn tiền của má tốn tiền tập xe của má pin xì sai thấu thải đấy ví dụ như cái này còn của má lý qua của bé cái sai nhà này bỏ nó đấy đó thì lý qua thế về cái sai nhà này đấy đó bây giờ mình đi mình lấy bây giờ mình quan trọng gì ra lại sai lý của nó thì cái này chỉ có lý má tập xe bị tao bỏ nhá rồi bây giờ mình xin việc để xuống nhé quan trọng nhá pin xì sai chỉ là để cho mình lấy rồi mấy chị đủ tiền tôi sai thẻ sai của nó nhưng nhà ở đông người lại khả má quan trọng chỉ là chỉ đông người lại khả má này nữa trong gì mà nó có mà tiền tôi sai thẻ sai sẽ trả nhà đấy của nó sẽ trả nhà đấy thì tôi xuống sẽ trả lại trả nhà của nó thì đông người khả má sẽ bảo nhớ ai đó nghĩ lại tôi sai thì thay cho cháu nó mà đi phía dưới này đi phía dưới tôi đi cả ra đây tôi thay nhà đó sai cái gì tôi thay cho chị chạy được cả ra cả ra là chỉ để cho cháu mấy chị nhà ai đông người lại mà mày lại khả năng trả lời những người cho nên như vậy như vậy tôi rồi cho nên nhà ở con số nó bảo nó thi này nó phải để cho sai những cố trả với bê tháo ấy thì đó nên đồng nhá khó thì đồng nó bảo nó bằng tiền là cố bảo là đi lên đấy cố đi vừa đi quan trọng sai bạc nhá rồi đi quan trọng sai nhau rồi tân niên công mà chỉ là bảo nó tự vệ tân niên công mà cha bị làm vậy tân niên công mà chỉ bảo nó trả rồi rồi đi mà sẽ sẽ cố sửa rồi cố đi lâu sinh để bảo nó mình được khi mà rồi thứ ba tân niên cố khổ khổ thì đồng nó bảo lại để đấy tố đồng bảo là đi xin đấy đóng tiền hoàn chỉnh thì đóng tiền hoàn chỉnh ở đây tên này còn mà mình là khi nghiệp của nó mình là khi mà chỉ cần đóng số gì đó sẽ sẽ sử dụng quan hệ để nó biến cho không sự thì đâu nó bằng lại đây về tiếp vào vào đi sau này tiếp sau hoàn chỉnh nhiều này về nên nên mình phải ngỏ bốn nó sau đó đóng số gì đó hoàn chỉnh phải ngỏ quan hệ để nó nên là trong cái sai sai thì là đại trong một lúc nó bây giờ chỉ là cái khả năng sai phải như vậy nó sẽ trở lại trả lại cái giá đồ nhau mà phải được mua bây giờ bây giờ sai đại khái nó mua bây giờ nhà gì ăn tạm được thêm mà thế là xin lưu ngã thì đông ngọc bằng được bao nhiêu người đã khổ khổ bao bao thì như thế khổ nhiều hơn nhiều đấy rồi là mình lại chiếm mã số khổ thì đông số gì đó quan hệ để bỏ nó thế là trong đi ra trên người ta sẽ thấy sẽ bị ở chi là nhỏ bỏ nó tốt người ta sẽ bên xe sang thì là được chọn bên nhà xe mới bên xe xe bên nhà mở bỏ nó cái giá giảm luôn thế là ngã cô tông thì đông ngọc bằng được khả má khổ má khổ bao bao thì như thế khổ nhiều hơn nhiều số gì ở dưới đấy thì mà trong đối với mình thì mã số tự thoát ra một bên bỏ nó mình thì mã số thì là nó quan hệ để bỏ nó thế là nó thể siêu tổng nhà lý thì đâu nó bằng người nhà sử như thế mới để bảo là thì không nhé nếu không quan trọng như thế đấy tôi hiện lên người thì má tôi cho rằng mình bảo nó nhận được thì má khi cho lòng xuống gió không nghe lại bảo nó rồi bao giờ sai khi là mới sửa được như này đây đấy thì bây giờ mà là như thế thì bây giờ mà nó sẽ thành mà nó bị cái nào đấy cái đó thì tôi sai càng đi gió cho nên thì bao giờ nhiều cái má sử nó tổng tổng nhà lý thì đâu nó bằng người nhà sử bằng gì vậy không không bảo là đúng như thế khôn nghề quan trọng sửa lý cho người thì mình là khi mẹ nhân lực chính sửa bị đau bỏ nó mà chẳng giả đâu mà khi bị làm ấy chỉ xin bị làm bỏ nó à bỏ về người ta nhé anh đi xin bị làm sửa cho sai phải như cũ giả sử thả ra cái đó quan trọng như thế nào đó cái này cũng mà khôn nghề quan trọng mà nhá là quan trọng là đó thì cả u gia bị bị đau bây giờ thì mình như thế thì làm giả bị đau bỏ nó là cho nó đúng là cái giá mới mấy người qua bị thua lại bỏ nó hoặc mấy người qua về à đó là công sản lý cao đó thì chúng ta chia sẻ nó chúng ta chia để rồi lý khó thì hệ long bằng này nó hệ long bằng này đột tế để bảo vào được trong nhé để trong số quay lại mà nên là đúng mà chúng ta luôn quan trọng này rồi không được luôn về để ở bên mà rồi cố không được khai khai đó lấy cái ngàn mà trao về rồi nguyên nó bằng rồi đi mà rồi lấy cặp giá này là nó không tiếp theo rồi không lý không trao tiền rồi không cố nếu cố tiếp theo rồi nếu cố này nếu cố trao tiền rồi nên lấy rồi thì cái này lý của người bằng nó và đi cái này đi vào cái mà đi mà xin cố khổ khổ cố số gì đó thì cái anh mà tập quá xin để đâu ấy ở đó thì mà tập rồi là đi vào xem mà lại sẽ chỉ là nhà mà nó cái đấy đang ngồi cái nó đủ sao đi thầu cái gì mà bọn nó tốn tiền hàng mà lại cái đấy ngồi đang chứng khai là bỏ đó ở đó cái đấy thì này là để tiền đồ cái đấy mà bảo cố hiện thì nó bao nhiêu số mà để bảo vào thì sau này để sau số đấy cái đấy là bỏ đó ở đó thì mà lại cái nó khổ như cố cái này cái bây giờ cái làm như vậy khổ lý khổ cố nên lý nên cố thì cái này lý gọi là nó đó nó đi mà xuống lý nên nên lý sử gì đó thì cái này là nữa đặc quả bỏ đấy nên lý sử đặc quả đi tùy nghệ để bỏ chào được
nhưng mà nói thay đổi tôi nha sẽ đi đâu mà bỏ này là sẽ sẽ bảo vào đi đâu nhé sẽ tôn phải là cái nó và đi mà số đi chào đi tế tôn không chào không tế bỏ nó thì cái này thì qua cuộc nhà ông ấy là đi cái này đi qua thì anh ấy đi mà số đi chào số gì đó tập bé là bỏ nó là đó tập bé là bé tôn là sẽ đại sự đi này mà anh kia có sạch được sẽ được không nào và đi đâu sạch được rồi chẳng tôn nha mẹ đi đâu mà bỏ này là số như nhà đấy như bảo vào đi không là đi như không đi cái nó là đi à bỏ quan trọng sai bài này bốn cái điều thu âm này số điều giá trị là để cái này phải mình chụp bài đấy nên là khô thì nó là như vậy thì học sinh thì nó khô á từ tập quan chi này khô khô thì học sinh khô nó sẽ ra bài này khô như cô như thế học sinh là sẽ này như cô khô thì học sinh như nga số điều thì cái này đi qua cô thì nó là khô nghệ được bốn nó đầu tiên nghệ được giá thà đấy cho sai bài này chụp bài đấy nhá quan trọng như này đó thì nó đi mà số bà quan trọng này sẽ đó thì nó đi mà bao mày ra cái đấy bài này số khôn nghệ văn chương cổ đông du học thì bài đấy rồi bây giờ thì mình chơi được đại biểu nhân khôn nghệ văn chương cổ mình chơi được đại giả long bài này rồi là có mình chơi được đại biểu công danh như này như đông du học nhá rồi cái này mình có thể như bị bám nhé mình qua công công món ở trái sông trời phục như bị bám nhé tôi đòi biết mình mình qua yêu chơi và biết cái mình sẽ thua thì này cho nó xin má tôi vì cái này mình thua chuyện này còn mình sẽ làm nhạc tiền đi đầu tiên chuyện này rồi mình sẽ nhạc sĩ này rồi nó cái này thì bà không được phép chết tông nhau cố chịu cố khổng chào chuyện mình để cố khổng sự là đi vào bà phong đợt và cố sẽ về bây giờ mình sẽ nhờ ai lông nhé khả năng nhà thôi là nữa còn mình sẽ nhau nhờ lại tiền đi vào tiền này mà nhé cho nên mình lại hội nhờ lông sao lời này nhà cụ chơi cá là tí mà cả môi trường xóa nhất trí nhất thì đâu cả như vậy mình nhà ta khúc chơi được tôi định được cái thêm mềm này bỏ nó làm cho em chỉ về đấy mà cả môi trường xóa thế thì lâu cái này tôi chưa chơi được rồi một lúc phong đợt và khi đi đấy hội này thì phong đợt và khi lại đông đợt là khi đó cho nên mình đi khai đi mà lấy trong sai tăng nhẹ ví dụ phần này thì mà lại như thế này nên không làm được gì đấy mà hoa thì sẽ trở thành muội tuổi bốn thế thì ví dụ tiêu biểu vị trí chế bài được nhá rồi cho nó thì mà cái này thu mà sẽ nói nhau sang là chia sẻ sang để học bạn ấy ví dụ số mấy chuyện nhà này nè nó thì mà thu mà sẽ thu đi học bốn nó phải làm như thế này thu ở tại trường đi học đó nó thì mà cái này thu mà sẽ khoa học chấp hòa xã ví dụ cái này thu được mấy chuyện đó thu đa được gì còn mấy chuyện nhau tiền này thì là gì đó ví dụ mà số anh em còn mấy chuyện nhà là nhà xã ví dụ chỗ khán xã cũng như tiền đi bài được nhá tông vào cái nông trường của thầy sư nó có mấy sinh vô cho là cái nông nghiệp thành tựu gì đó tại đây những cái ngôi trường gì đấy thì nó có mấy sinh vô chỉ là cái nông nghiệp cái nông vật thành mà ai cũng đón mấy sinh hạ đó còn nó là sinh nghiệp không như thế này thì được bị thảo bài nhá thì thảo mấy sinh nhà người này thôi tiền nhà nhà lúc thảo làm nhà nhà lúc chỉ là cái nông cụ là cái nông xe là cái nông sắt để sắt để sắt được thì bỏ nó tôi đồ bị cái giá sinh nhà không như thế chỉ là gì được nhá nhà là cái nông nghiệp xin mà có mấy sinh ngày nhà mới mấy sinh đồ này bao tiền như nhà đấy mà cái nông sĩ xóa giá trị hoàn nhận nhà được cụ thể là bao nhiêu cổ tức nó phát hành được mỗi gì mà nhiều sao bằng tuổi thu thu về âm mà thành một đi hoàn lại tiếp tục đi lại nhớ trong một mùa trong một tháng một đi hoàn lại đâu cần ngày tôi dùng một cái phụ chuyện cái là gì đấy giá trị giá trị lâu bằng thì nó chưa phải nhớ thì đó giá trị mà lên là đơn lâu bằng như vậy mới sinh ra sự phản đấy thì cho rằng thì thế là chỉ để đảm bảo chuyện tiền nhà pha ngay để xử lý tất cả chuyện này số ba đó ông gặp ông là người cũng mà sự đấy nhưng cái gì dùng chỉ sách trang quá sách thế cái này nhà thu này mới có giá ở nhà tiền này mới được nhà này tiền tiền nhà lưu bây giờ bị lại phải được nhớ mới sinh ra alo này bây giờ như vừa lại đi làm nữa đó bây giờ nào đồng minh này thêm mà sử dụng sách này lấy tiền như thế cái này thu tiền giá sinh đấy như thế mà số một tối này đi sang nhà mình thì cái này thu tiền giá sinh bằng nhớ thì giờ cho nó biết vừa lại việc của chị mình đang kiếm á phải vào phòng mình làm việc mình mà sử dụng sách này bây giờ mới sinh ra alo này bây giờ gì dùng chỉ sách trang quá sách thế lại bằng nhớ nên là tôi đang nghĩ đó thì mà giá hàng này nếu qua vài ngày thì mà bọn nó đặt qua cổ biết hiện bây giờ mình xuống nó khuôn nó sẽ xuống đặt qua túi cho nó ở trên sau này mà ba vào đấy cho nó xuống mà thôi ra là mình sẽ ngã xuống khuôn lại như vậy mình sẽ ngã cho nó ngã xì trả lại bọn khuôn ra đâu mới thôi ra là mình sẽ ngã cho xuống đấy mình làm gì cho nó ở đâu như vậy mà đó khuôn lên xuống đặt quan trọng đi là mình sẽ đủ hết rồi ở chỗ ở đâu mình ngã được rồi là nhiều như vậy nhá ở đâu mình sẽ ngã là chỉ chụp cái trái thôi cái cổ thu vào cái gì vậy đấy alo nhà bảo có thể xóa thì đông cái này giả bảo đi sai cái này cũng chẳng có nên mà mình mắm mắm khẽ bị giả bảo nhá alo một chút chút mà alo nhà bảo có thể xóa cái này giả bảo nhá.